tóm sóng, đoàn nhân hậu, hộ tống dọn hải mi, đi đám cưới Hà Đức Trinh. Dân mạng đang hóng chờ, ngày đôi trẻ công khai mối quan hệ. Tối ngày 10 tháng 5, Hà Đức Trinh tổ chức đám cưới với Mai Hà Trang tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội. Trước đó, vào tháng 2, cặp đôi đã làm lễ ăn hỏi kết hợp đón dâu tại nhà gái ở Bắc Giang. Còn vào ngày 8 tháng 5 vừa qua, họ tổ chức lễ cưới tại Tư Gia, nhà chú rể ở xóm Dụ, xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Họ. Đám cưới Hà Đức Chinh vừa qua quy tụ dàn khách mời siêu khủng, toàn cầu hữu, sao Việt. Hiện tại, đám cưới đã đi qua được vài ngày, nhưng những thông tin xung quanh vẫn nhận được sự quan tâm lớn. Điển hình là mới đây, dân mạng khui ra chuyện Văn Hậu, hộ tống bạn gái dọn Hải Mi đi đám cưới Chinh đen. Khoảnh khắc ghi lại, cả hai sánh bước dưới tầng hầm gửi xe, rồi tiến vào sảnh dù đeo khẩu trang kính mít, nhưng vóc dáng và trang phục, nhiều người nhận ra đó là chân suốt, góc Thái Bình và top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Nhưng ngay khi đến hội trường, cặp trai xinh gái đẹp nhanh chóng tách nhau ra. Hành động này của họ được cho là để tránh sự xăm soi từ mọi người. Đến khi chụp ảnh lưu niệm với cô dâu chú rể, trong khi văn hậu hân thiết ghi hình cùng hội cầu thủ, thì giỏn hải mi lại tươi cười chích in cùng hội bạn gái và vợ của cầu thủ Việt Nam. Cũng giống như cặp đôi quan hệ Chu Hanh Quyền, thời gian qua, Đoàn Văn Hậu và Dọn Hải My thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong đám cưới của Hội Cầu Hổ. Trước đó, cô nàng từng có mặt trong hôn lễ của Cầu Hổ Hành Trung và Hồ Tấn Tài.